Vâng, xin chào anh em Công Việc Vinh nhé. Chúng mình quay trở lại với kênh Máy Chế 24 giờ. Thì hôm nay em lên video này giới thiệu đến anh em những cái dòng súng bắn ke. Con này thì em đã lên video rất là nhiều lần rồi. Và đang em đang làm ra một cái dòng súng mới nữa, thì tiện thể hôm nay giới thiệu luôn cho anh em cái cả cái dòng con súng mới đấy. Đấy, đây. Cái dòng súng mới thì nhìn nó sẽ to hơn cái dòng cũng rất là nhiều nhé. Đấy, nhưng mà cái hàng nông nghiệp Trung Quốc này, cái hàng nhập khẩu thì nó sẽ khác nhau. Hiện đây thì em giới thiệu luôn cho anh em cái dòng súng bắn ke. Trước tiên em giới thiệu cho anh em cái dòng súng ngày xưa trước. Đây là cái dòng súng hàng này, hàng nội địa Trung Quốc anh nhé. Đấy. Nó bắn rất là mạnh. Con này thì nó là hàng nội địa nên là chất lượng của nó sẽ cũng tốt nhé. Rất là tốt con này. Thì sau đây em sẽ bấm cho anh em cái dòng nhôm Sinfa này. Con này là cung bao này. Cung bao có loại Cody Sinfa, có loại 2D này. Đây, nhôm dày 2D đây. Đôi nhôm móc nhôm ba bia này. Đấy, đây là cái hàng 2D của Sinfa. Con này thì anh em cứ tải hết sang một bên, tải hết sang hai bên này, bấm nó sẽ ra một cái chiếu nó như này. Đấy, thì cái con này cũng có súng này ấy, thì nó sẽ trong cái súng nó sẽ đều có này, có bốn khu cho anh em. Đây, trong súng nó sẽ có đều có bốn khu cho anh em như này nhé. Hai u làm cho anh em cái hệ nó bắn cạnh này, 36 này, u 38 này, u này nó u tăng nước và bao của lùa, cái này là con cũng bao bao cái kính của Sinfa, nó u của lùa rất tốt. Con này là u của hệ cửa sổ Sinfa, cửa sổ mở đấy, là u 18-43 ấy. Đấy thì con này thì anh em cứ ráp à, đấy nắp nắp u ở đây. Hay như con này là quả con này là cái con pit, thì đây tính sẵn không súng này nó sẽ có pit này, có con pit này. Đấy, anh em nếu mà anh em muốn dùng cái loại Sinfa cái này qua cái kính thì anh em lắp qua cái kính vào, con này sẽ có sẵn cái ốc ở đây rồi. Đấy, cái kính này còn ke 36 thì anh em thay ke 36 này vào đây thì anh em có thể làm được hết tất cả luôn nhé. Thằng này nó to hơn, nó sẽ nặng hơn. Đây, con này anh em chỉ cái đầu này vào thôi. Đấy, thế này là xong. Cái lực kiếm con này thì nó gần như con này thôi. Con này nó sẽ mạnh hơn một chút. Đấy, anh em có thể bấm đây là con cánh của Sinfa này. Cánh của Sinfa, nhôm tem đỏ cộng đồng này, 2D này. Con này thì anh em cứ luồn, con này sẽ có cân ở sẵn đây rồi. Thì em cứ luồn con kìm vào là bấm thôi. Đấy, luồn kích cực kìm vào nhé. Bấm. Đấy, lực rất là mạnh. Đấy, anh em cứ luồn kích cực kìm vào như này. Đấy, là anh em bắt ke vào là xong. Con này thì nó sẽ thay thế cho anh em hoàn toàn cái máy đồ dập nhé. Cái dòng máy 8 giao trên thị trường bây giờ ấy. Con này có thể hoàn toàn thay thế được. Đấy, chi phí đầu tư nó rẻ. Anh em đầu tư nó nhanh phù vốn, cái này là dễ thao tác. Đấy, còn đây là cái dòng giới thiệu luôn anh em cái bộ combo của nó sẽ có con kìm bấm thoát nước nữa. Thì anh em nào muốn không muốn đầu tư máy tổng dập ấy, đấy mà muốn có chi phí thấp thì anh em nên đầu tư con kìm bấm thoát nước. Ví dụ như mà anh em ráp bên công trường nhé, hoặc quên không đổ thoát nước mà ráp vào bên tường rồi ấy, anh em dùng con kìm bấm thoát nước này. Anh em bấm rất là ok nhé. Đây, con này này. Đấy, con kìm bấm thoát nước vào đây là con không bao cửa đi của sự ấm, không bao cửa đi Sinfa nhé. Nhôm 2D. Thì anh em bấm rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, đây là hoàn toàn em đã bấm xong rồi này. Đấy, nhìn mắt cắt của nó này. Rất là đẹp, không bị lôi nhôm móc nhôm ba bia. Đấy, không bị lôi nhôm móc nhôm ba bia. Về vấn đề lôi nhôm móc nhôm ba bia thì sở sẽ bảo hành cho anh em. Lỗi một đổi một thì không sao cả. Đấy thì tương đương cái hai con súng này nó y chì như nhau thôi, nó sẽ có bốn khu như này. Đấy, bốn khu như này để anh em có thể là làm được hết có lại hệ năm năm bắc cạnh cũng như là hệ năm năm Sinfa. Đây là con cánh vừa đi của hệ năm năm bắc cạnh này. Đấy, em đã đục rồi, em sẽ không đục nữa.
nhưng mà con này thì nắp vào thoải mái nhá. Con này nó có sẵn cái gân thì anh em nắp cái U này vào. Anh em nắp cái U U38 này vào này. Đấy, anh em nhìn này, vào nắp vào này. Nắp vào nó sẽ vừa fit luôn. À, con này đấy nhá. Đây, em nắp cái U 38 hay 36 này mà. 38 hoặc 36 thì nó sẽ vào vừa fit cái cây luôn, nó không bị nắp. Thì em đột rất là ok nhé. Đấy, mua hệ 55 vắt cạnh. Đây. Rất là khỏe nhé. Em nào có nhu cầu về hàng súng này thì alo em. Số điện thoại hotline bên dưới màn hình. Số điện thoại 0972628997. Trực tiếp em Hiếu sẽ hỗ trợ cho anh em về vấn đề giá cả, linh kiện, phụ kiện và cái cách sử dụng. Đấy. Thì là cảm ơn anh em xem video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp.